Thưa quý vị, hàng trăm ngàn người biểu tình kêu gọi quyền bình đẳng kết hôn tại Đài Loan. Hàng trăm ngàn người dân bản xứ đã cùng nhau xuống đường tuần hành tại thủ đô Đài Bắc vào thứ Bảy ngày 27 tháng 10 để kêu gọi chính phủ tôn trọng quyền bình đẳng kết hôn trong bối cảnh đảo quốc này đang phải đối mặt với cuộc tranh cãi hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính. Vào tháng 5, Tòa án Hiến pháp Đài Loan đã tuyên bố các cặp tình nhân đồng tính hoàn toàn có quyền đăng ký kết hôn giống như những cặp vợ chồng bình thường. Tuy nhiên đến nay, phán quyết cuối cùng vẫn chưa được đưa ra. Vào ngày 24 tháng 11, hòn đảo tự trị Đài Loan sẽ bắt đầu tổ chức hàng loạt cuộc bỏ phiếu liên quan đến vấn đề hôn nhân đồng giới. Năm nay, cuộc tuần hành Gay Pride ở Đài Bắc sẽ bước sang năm thứ 16 với sự tham dự của hơn 137.000 người.